Ok, hello anh em. Thì hôm nay cũng rảnh rỗi nên chúng ta sẽ chơi một con game mới. Game này tên là Miasgo Nighttest gì đó. Đây. Megi 16. Binh Niên Sử của Chướng Khí. Miasma Chronicles. Gọi là Miasgo này không? Thì lúc mà xem trailer tháng 5 thì tôi đã có đề cập qua con này rồi. Lúc đấy thì không ấn tượng cho mấy. Nhưng giờ thấy thể loại nó tương đối ổn nên là cũng chơi thử luôn. Thì con game này là thuộc dạng vào cái dòng game mà chiến thuật heo lượt đây tactics rồi bây giờ nhập vai, ngoài ra nó có yếu tố hành động và robot nữa. Chúng ta sẽ nhập vai một thanh niên mà giống như SG vậy nè, tóc vàng vàng này, có mà gọi là nhà phiêu lưu trên đầu lại đội hai cái kiếm nữa. Ngoài ra một điểm giống nữa là có cái găng tay rất là bá đạo. Thì cặp đôi đường dưới là SG với Big Gun nhé. Đó thì nếu như anh em nào đã chơi qua cái dòng game XCOM rồi thì sẽ biết đến những game thể loại này thôi. Gần đây thì tôi có chơi con mà Shadow Gunner, Soul Gunner chứ, thì nó cũng là một dạng game chiến thuật theo lượt đó. Thì anh em xem sẽ rất là quen thuộc nha. Tất nhiên thì mình sẽ điều khiển rất là nhiều nhân vật, mỗi nhân vật có một kỹ năng với mà một lợi thế riêng. Như cái con SQ này thì thằng SQ này thì tôi thấy nó có cái găng tay đó. Còn biết găng này thì tôi thấy là khả năng sử dụng shotgun. Cái này là súng máy chắc của mà một nhân vật mới lắp mới hay gì đó. Đây cái găng tay đây. Thì game mới ra mắt thôi đã được gần 200 đánh giá rồi. Game này nó cũng khá là chát. Ok. Rồi chúng ta vô game không? Rồi tôi đã mở thử game coi cái FPS nó sao này. Cũng vô setting mò mò. Sao mà mất tiếng luôn đó. Đó, cũng vô setting mò mò nãy giờ thử. 0.6 đi ha. Lâu lâu giờ số chẵn thử. Thì đồ họa là để ultra hết. Coi mà nếu như chạy không nổi thì giảm xuống sau. FPS thì tôi phá còn 60 thôi. Rồi, vô game. Thì đây là cái gì? Cái này chọn độ khó nên bình thường thôi. Cái này là cái phần dịch thuật của tôi. Thì cái video hôm qua tôi đã nói về cái vụ dịch thuật này đó. Anh em nào muốn thử có thể thử. Đây tôi ví dụ luôn, tôi muốn dịch cái khung alpha editor lên đây ha. Ctrl+N là quét cái khung này. Đó. Thì nó sẽ dịch ra đây. Gọi là alpha editor là chỉnh sửa alpha nè. Một thử thách là rất là đơn giản dành cho những người là mới chơi game lần đầu. Cái quy tắc cơ bản thì giống như là cái độ khó cực kỳ khó thôi. Để trò chơi được lưu hữu công là tắt cái chế độ này. Thì ngoài ra cái chế độ chón đồ hết tất cả cái thứ. Thì tôi nên là chơi thử cái này thôi, mặc định thôi. Mới chơi lần đầu. Thì cái này là cái gì nữa? Dịch luôn, mua lửa, lỡ rồi phải ở phần mềm phải mua lửa hay không? Thì cái bên trái là nó cho mình cái theo tiếng tính nhiều hơn, còn cái bên phải là nó dạng như là ít cơ mà có cái bên phải á thì nó ít dự đoán hơn, khó dự đoán hơn, nó nhiều cái mà biến hóa hơn. Tôi nghĩ là nó liên quan đến mấy cái tỷ lệ phần trăm trong chiến đấu rồi thôi. Như súng mình bắn là phần trăm chính xác bao nhiêu đó. Rồi đam lượng gây ra là cũng hên xui, còn cái bên trái thì nó cố định hơn. Thì cái đòn đánh mà bên hông thì tỷ lệ trúng nó sẽ cao hơn tất cả cái thứ. Nên bắt đầu cái bên trái trước đi. Sau này có gì chờ lại thì qua cái bên phải sau. Gọi chung là nó ghi hai cái gì chứ chưa có chơi nên cũng chưa có biết nhiều. Rồi FPS nó góp xuống còn 1-2 rồi. Tôi tắt cái Steam màu lại luôn. Cái này là chương 1.
Chúng ta đang đứng trước một cái gì như cái cổ vật này. Tôi có thể làm được. Im nào, để tôi tập trung. Được rồi, giải quyết nó đi, tôi cũng chả cần hỗ trợ đâu. Cái này chắc là SQ lên găng tay băng giá rồi. Thiệt không? Đít đó, còn thằng kia lên là đít, còn này là SQ thẳng luôn, SQ luôn. Thanh niên này bê lít, đúng rồi đó. Hỏng mẻ găng tay luôn rồi. Ba mươi bảy lần thử và 37 cái găng tay hả? Mama gave me this glove for a reason. As long as she's on the other side of this wall. Thanh niên này nghĩ là có bà mẹ ở bên kia bức tường, cái găng tay này là của bà để lại. Anh em đợi tí, có tin nhắn. Rồi. Sếp nhắn đuổi tắt luôn, chả quan tâm. Đổng nói gì kệ ông. Việc của mình là chơi game. Tốc độ chuột hơi cao. Giờ vít thì tôi để là về ai thôi. Game không có chỉnh tốc độ chuột hết vậy. Hay là game lag. Trời, game không có chỉnh tốc độ chuột luôn. Thiệt gì đó hả? À? Graphic Gamma Sin. Độ khó. Thôi rồi. Thôi kể tốc độ chuột chẳng hơi nhanh tí. Thì tôi chỉ lên quanh được 50 FPS thôi. Tôi thử cái tính năng FPG rồi. Trong con game nãy tôi thấy có tính năng FPG nè. Đó. Mình đẩy lên 2 thứ rồi coi sao. Anh em thấy FPG nó ổn không? Tôi thì thấy nó tầm tạm thôi. Nhưng mà được cái FPS nó rất ổn định luôn rồi. Hình như đồ quả nó hơi xấu hơn khá nhiều á. Thôi chắc tắt đi. Nó không xài FPG đâu. FPG nó mà ảnh hưởng đồ quả nhiều quá. Nhiều graphic chỉnh lại. Rồi ok chưa? Tôi tắt FPS luôn nha. Thì bây giờ chúng ta level 1, góc trên bên phải là có 2000 máu vậy. Xe cảnh sát nè. Nhấn shift để chạy nhanh. Ok. Nhấn R, R để quét cái map. Coi có sót độ rồi. Camiga này là nó phá chiều ngang luôn nha. Phá theo cái phương ngang luôn. Mình chỉ nhìn cái góc xiên ở trên xuống thôi. Ba chục nhựa. Trong này lại có cái gì nữa đây? Lamborghini nào không? Chúng ta lại có tiếp 10 nhựa. Nó vẫn chỉ đường cho mình đi luôn nè. Đó, theo lý thuyết thiết kế map như vậy thì bên đây sẽ phải có dấu đồ. Này chui qua được không? Chuột phải là nắp. Sao con chuột hơi nó cứ nhảy qua màn hình thứ hai vậy đó?
Địch phải không? Khám phá nó. Cái găng tay thì nó có phản ứng như cái này. Mà kệ cái đó đi, về thôi. Ủa gì nó thiết kế bên đây làm cái gì ta? Nếu như đi đường đó về nhà. Tôi dạo thử vòng á. Cái hàng rào được bật lên rồi, không phải đi qua đó được. Vậy là bắt buộc mình phải đi về đó. Đầu game vô mà đi thông thả vậy, không có đấm giết nhau gì hết vậy. Có một cái gì đó màu vàng ở đây. Mình đã nhận được một cái gì đó, nhấn X để xem. Ồ, bên đây một đống menu luôn. Cái này dạng codec để đọc thêm tìm hiểu về cái mấy thông tin trong game thôi. Mày ti ti thì sẽ sâu cái mà thông tin cho cái thành viên này. Tôi tắt cái mà ghi xin cái. Rồi. Sẽ hiển thị cái thông tin của các thành viên trong nhóm của mình. Thì trang bị các vật phẩm vũ khí và chỉ số. Cái đó mà mid ma power này là gì ta? Rồi thì mỗi thành viên sẽ nâng cấp rồi tại cái QZ này. Nói chung đơn giản thôi, máu mình 80, cái gầy là gì, cái điểm cuồng nộ à. Di chuyển 14, ném là 8. Mình không có vũ khí phụ luôn. Đây là con nhân vật thứ hai của mình tên là Dead. Thằng đầu review gọi là skill đây. Này bị Dead gọi là Big Gun á. Thì à, có đam đây, đam 50, hit đam 70%. Git đam gà 70 giống hay 70%. Thì vũ khí hai đứa này như nhau à. Con Gobo thì máu trâu hơn tí. QZ là cái dạng như là cái bộ cây kỹ năng á. Thì mỗi Q phone nó sẽ dành cho đây. Đây. Mỗi Q thì trong combat nó sẽ active với thời gian cooldown là số 6 dành à. Bây giờ mình chả có điểm nào hết. Nếu như một điểm thì tăng được hai cái nhánh bên trái đầu tiên. Hai điểm. Một điểm rồi, ok. Cái số ở góc này là số điểm mình cần. Thì mình chưa định hướng được nhân vật ra sao nên tạm bỏ qua đây. Đây là cái ba lô nơi chia sẻ tất cả những thứ của các thành viên mang chung với nhau. Thì chỉ có là vũ khí thôi, chưa có cái gì khác ngoài đó cả. Không biết nó có DLC bán kèm mấy cái mà trang phục đồ cho đẹp đẹp không. Ồ, đây là cái map nè. Mình đang đâu đây? Đang ở chỗ chấm vàng này là bức tường Mima nè. Miat mà. Ngay bức tường này. Thì hồi nãy đi tới cái bức tường là thấy cái hàng rào đó. Dưới này, trên này. Chắc mình là đi về cái mà Sedentagi nè. À đây là cái nhiệm vụ của mình đó. Khoan, nhiệm vụ bấm lúc nào để coi. À nút tab là chuyển qua thành viên. Tôi vô coi cái setting nút luôn đó. Tút ghét để nấp. Nếp là tút ghét để đòn tấn công. Gây tấn chắc mà tầm gần á. Chuột chữa quay cam. Tút tít up down. Từ 1 tới 7. Thì tôi chuyển qua xài num pháp cho nó dễ. Con chuột ơi, nó cứ nhảy lên giữa màn hình nha. Con game này là hồi nãy thấy dân chuột ra ngoài màn hình là tôi nghi rồi. Nó không có bắt cái mà định hướng con chuột. Nó chỉ là cố định cái vị trí đó luôn. Mười một lót hả? Mười bốn lót. Cái này là mấy cái bản đồ thôi. Có đét đây. Đây là nhiệm vụ quét lót nè. L nhấn lên. Đây thì chủ yếu là đi trên đường gì nhỉ, chưa có gì hết. Đi tìm mẹ.
đang bị bệnh một mình, cần gặp gia đình của mình. Sao mà vô đây được ta? Yêu cầu mà mình phải có một cái thẻ thì chắc nó nằm vòng vòng đâu đây thôi. Trời ơi, tận thế đập cửa vô mẹ rồi. Thì bên đây là chưa có gì cả, đi tiếp thôi. Có cái gì sáng sáng trước mặt đó rồi. Màn hình rất là xịn sò luôn. Mười nhựa. Đây chắc là cái thẻ nè. Xong cái bảng mà ghi chú cái lời nhắn mà qua email thôi. Đây là tầng 2. Thôi qua thanh niên kia đi, nhìn con Gobo chạy mệt quá. Đó, chúng ta đã có cái thẻ rồi, xuống tầng dưới thôi. Ở giữa này có cái gì để coi gom luôn. Một buổi họp. 10 miếng nhựa. Chạy vô buổi họp ta lấy 10 miếng nhựa. Ủa, nãy mình lên đường nào vậy? À, bên đây. Gom đồ anh em ơi, nãy giờ chưa combat cứu nào hết anh. Được cái cốp do vũ khí, cái cốp ngắm thì sẽ mở rộng cái tầm bắn của vũ khí lên 20%. Thì mình có thể trang bị nó vô vũ khí. Đây, bấm vô vũ khí và chọn cái mặc định bên đây. Bằng nút C. Chọn cái vũ khí, chọn cái em. Rồi gắn sao? Đây cái cốp đây. Bên cái nhánh party này. Ủa sao mà nhấn được? Nó có giới hạn vào cái vũ khí nào không ta? Không, nó không ghi gì hết. Thì bấm vào vũ khí nè, nó ghi bấm vào đây là phải rồi. Nhưng mà không tương tác được rồi sao? Ở đây có cái optic nè. À, nhấn chữ đi. Rồi, rồi để ngoài nó chọn vô rồi. Nó có ghi chữ y là chỉnh sửa đây nè. Rồi ok, chúng ta đã được cái ống ngắm thì gọng thêm 3 gan nữa là gan 16. Thì cái phòng đầu tiên là chủ yếu hướng dẫn chúng ta tìm đồ và lắp đồ thôi. Bên này là mỗi tầng nó có một cái cầu thang ha. Dạng như cái nhà nó hơi xây ngắn một tí. Mấy cái mảnh cốt truyện nó phân tán ra là chủ yếu muốn anh em là đi tìm hiểu con game sâu hơn thì anh em tìm nhặt và đọc. Tôi nghe cái tiếng gì? Kìa, gặp quái vật rồi. Cái thứ quái gì vậy? Gọi là frog. Gọi là con ếch người á. Nó không phải là động vật thôi, cũng không phải là con người luôn. Nói chung là quái vật. Đây là một người thân trong cái gia đình của mình. Chạy nè, ám chứng quá vậy. Đó là gia đình của bà ta. Bây giờ mình về nhà hay là chiến đấu này? Thì nó cản ngay cái đường về nhà của mình rồi, nên đằng nào cũng phải chiến đấu nữa. Game đang cái đoạn hướng dẫn mà sao không bỏ được. Rồi. Ok.
Bây giờ mình đã bắt đầu vô cái giai đoạn chiến đấu là tên bay. Thì bắt đầu thì mình sẽ có hai điểm hành động ở bên này. Thì điểm đầu tiên là điểm bắn. Điểm thứ hai là bên trái là di chuyển, còn điểm bên phải là gài đạn. Mình nên bắn nào giờ? QE để chọn mục tiêu. Tôi nghĩ bắn ở bên phải này đi. Nó gần mình hơn. Đương nhiên là hả con này đây. Cung mà đòi đấu với súng hả? Thì nó xài cung nó bắn là mình 20 đam rồi. Nó đã chạy vô cái chỗ nắp rồi. Thì đây là cái chế độ nắp của nó. Thì có 50% cơ hội bắn trúng. Thì cái chỉ số bên trái rồi ok. Full cover thì chỉ có 20% cơ hội bắn trúng thôi. Tức là cái vật ở nắp nó còn cao hơn 100% luôn. Đây là khi núp hoàn toàn luôn. Thì nó núp chỗ này chỉ có 50 điểm thôi. Bây giờ thì mình phải di chuyển để bắn thôi. Không, nó bắt buộc phải bắn rồi. Khục luôn rồi. 50% là gì đó. Bên này mình bắn thì vẫn 50%. Nó bắt mình phải bắn, không cho chọn cái khác. Giờ bắn trả không? Nó đổi qua chỗ nắp bên phải rồi. Thì chỗ này thì không thể bắn được. Nó yêu cầu mình di chuyển đến vị trí thích hợp hơn. Rồi đó, khi di chuyển đến chỗ đẹp đó, thì 100% tỷ lệ bắn trúng luôn. Bây giờ mình sẽ đi qua đây. Một điểm hành động, điểm còn lại thì bắn đó. Nói chung là đầu game giới thiệu đơn giản vậy. Thì vẫn còn sống thôi. Rồi có mà thêm bài nữa rồi. Lút đồ cái đi đã. Đây, cover enemy đây. Thì cái này là cũng cái lực này cũng áp dụng luôn cho quân địch. Đây 50, bên kia cũng 50. Nên tôi nghĩ chắc đi đây đây. Một hồi mình đi qua chỗ này nè. Thì để bắn nó trúng 50 thôi. Còn này cũng 50 luôn. Tôi nghĩ bắn ở bên trái. Nhận trúng. Chắc bắn may mắn. Nếu mình nấp ở đây mà bắn không trúng nó lại có vấn đề nữa. Đây đây. Mình bắn nó thì 50%. Mình bắn này đây. Học rồi. Tỷ lệ gần như là cố định luôn nha. Thì nó di chuyển chứ nó chưa có bắn mình. Tôi nghĩ là gạt con bên trái trước đây. Nó núp kín quá chỉ có 20% à. Đây chỗ này 100% à. Sẵn tiện lụm miếng nhựa luôn. Nó dùng cái miếng nhựa để mà nó chỉ điểm cho mình. Một con. Bắn thứ hai 50 vẫn chút. Năm mươi nhầm đúng không? Học rồi.
qua đây đi. Rồi xong. Thì phần hướng dẫn đầu tiên nó cơ bản vậy thôi. Nãy còn mấy nhiều á, nó gớt vào đây mất tiêu ta. Đi thôi, hết đồ rồi. À ở đây có gì nè. Hate seeing the Vodder family rotting out here. Damn frog monsters. Thì hình niên này một thành viên trong gia đình bao vậy? Gia đình Vader. Giờ mang cái mấy cái xác này về á. Mang cái gì? Gobo mang đi chứ. Nó nói miệng chứ không có animation mang. Rồi. Di chuyển địa điểm kế. Con game nó luôn nhảy con chuột ngay giữa màn hình. Khá là khó chịu. To know what's making the miasma angry, you have to know what miasma is, what it really is, and you have no idea. At least you know how to fear it. That's good. You see it turn air into poison, nature into nightmares, frogs into monsters. You know you've killed it. The miasma surrounds your town like an ocean surrounds a lonely island. Một cái hòn đảo cô độc giữa biển thôi. Twisting this once great nation into a lethal wasteland. So don't leave. Stay safe and sedentary. The dull, colorless mining settlement you've lived in your whole life. Put your head down. Work hard. Provide the gold that feeds America's rulers. Bắt đầu làm việc thì dân với cái công phẩm lên, gọi là cái Fed Family nè. Giờ cầu nguyện cái cơn mà bão đó thì không khí quét sạch cái thị trấn này. Không ai thì dám tạo ra định mệnh nữa đâu. Ngoại trừ bạn Edgil. Giờ người anh trai hả? You've harnessed your glove's power and now you want to find me. Tôi cứ tưởng con Gobo là em trai không ạ. I could tell you. But revelations must be earned. So a secret it shall remain. Maybe in the future you will be strong enough to break through the wall and find me. Tôi lại, nãy giờ nói chuyện xin tôi vậy. Maybe I will tell you my secret. But we both know you'll die along the way. Because between me and you lies the miasma. Chứng khí là dối trá à? Đừng có nói cái giọng văn xưng tôi nãy giờ là có thể là bà mẹ nha. Tôi nghi lắm. Nhấp nháy khó chịu quá. Không à, để cái màn hình loading game mà nó lại nhấp nháy. Mình nó ngoài bức tường, nó bên bức tường mới đi về. Hồi nãy mình đi mở bức tường mà mở ba mấy lần không được. Tắm 10 năm chỉ gì. You got the magic, bro. All I got is strength, wisdom, charisma, good looks. Tôi quét lại chỗ này đấy. Bây giờ không đọc chữ, đây là cái thị trấn của chúng ta. Nói chung là thiết kế cũng tạm ổn nha. Có ai thu ba cái đồ gác này không? Đây là nâng cấp gì không? Nãy giờ mình cũng chỉ có nhựa thôi. Con dịch cái gì? Gà. Something better? Yep. If I close my eyes and lick my lips, I can still taste it. Nghe cái tả thì ghê không? Thôi đi. Game này không phải là 18 cộng. Quay lại đập tí nữa.
Rồi quất luôn. Don't care how many elections Mayor Mason steals, he'll always get my vote. Why is that? He's a war hero. I'm hero. Yeah, but the war was a long time ago. Có bản đồ không ta? Không, không có bản đồ cụ thể để dùng này. Có mấy robo giống anh mình kìa. Ông này còn mỗi cái thủ cấp không à. Cậu bé với chiếc găng tay ma thực. Real monsters. What's with the hunched shoulders and sour puss, boy? I keep telling you, if you don't project power, someone's gonna take it from you. You heard what he said, old man. Monsters right outside town. I'm talking to the smart one, you tin brain nitwit. Okay, say that again. Đấm nhào để Google để chiến. Nếu như không ra ngoài thị trấn thì làm sao mưu sinh được. Mục đích nó phải ra ngoài để có cái gì đó. What's he yakking about, monsters? That's what they were. Big, nasty frog things. They killed the Vodder family. Damn near killed us too. Loads of them are coming for the town. You gotta... Mấy con quái vật chuẩn bị công vào thị trấn này rồi. I knew this day was coming. What you mean you knew? Was the last full moon. Mayor screaming at me on the radio about some invasion. I sent the sheriff out there for a look-see. He said the townspeople were gone, and the streets were covered with giant sacks of eggs. Trứng của những con ếch. Frog eggs. We can't let that happen here. You can get the town to fight. This is a mining town. We mine. No, the miasma's changing, behaving differently. It's more important than ever. You get through that wall and find your mama, Bamadi. She's the only one who. Tại sao ông này lại ủng hộ mình đi tìm mẹ mình đó? À, chỉ có bà ấy là người duy nhất biết cái chuyện gì đang xảy ra ở đây thôi. Cả thị trấn đang nằm trong tay mình. Thực ra là trong tay bà mẹ mình thôi. Đi tìm một cái lõi năng lượng mới về để sửa chữa găng tay đó. See if she left any clues on how to keep that glove from breaking. And one more thing. Do not leave town. Không rời khỏi thị trấn thì tìm cái lõi năng lượng nuôi ra. Đây, nhiệm vụ đã hoàn thành là thực sự có quái vật ở ngoài. Con chuột đó đi rồi. Sao không hiện chuột á? Thì cái thành phố này nó đã bị cô độc ở đây rồi. Nó như là một cái mà khu khai thác mỏ vậy đó. Ở đây khai thác tài nguyên là chính thôi. Thì bây giờ cái kỳ chân tròn cuối cùng quái vật nó sẽ tràn vào đây. Mấy con ếch đã để trứng ở rất nhiều nơi rồi. Thì ông này ổng vẫn chưa biết cách đối phó ra sao cả. Ổng mới bắt mình đi tìm bà mẹ để hỏi chuyện bác. Thì mục đích của mình là phá vỡ cái bức tường nó ra ngoài để tìm bà mẹ thôi. Và tôi nghi là phá vỡ bức tường đó thì thấy nó không có điểm đó. Vẫn chưa lên được level 2 nữa. Cái này là bức tường đó hả? À, bức tường cái mà người thứ nhất hồi nãy trong cái dọn cái cảnh đầu tiên đó. Vết family á, gia đình đầu tiên á. Anh này chai hàng nè, dây hàng nè, thấy không? Tận thế đến nơi rồi anh đi lắp cái bức tường nó làm cái gì nữa. Don't call me crazy. I'm not crazy. It grabbed him and dragged him into the miasma. I'm real sorry a gator grabbed your husband, I really am. How about we stay out of jail this time? Sound good? Wow, cửa hàng hoa đẹp quá ta. Đây cái gì không? Did I say you can play in my miasma? It's your miasma? All mine. I'm kidding. I couldn't keep you out of it if I tried. You want some herbs? Bà này bà cần một số mà cái loại thảo mộc. But thanks. So much of your mama in you. Như khá là giống mẹ của mình đó. Bây giờ hỏi chuyện bà mẹ cái nữa đi. Ba mà đi cô ấy mạnh mẽ, đôi mắt rất là tốt bụng, đôi mắt nhân hậu.
Thì bà ta đã cứu Hy Vấn một lần rồi, nhưng lại giữ bí mật về nó. She's your mama, and mamas don't have to tell their sons anything. But she knew who you were destined to be. Please find her. Bring her back to us. She can restore this town and save us all. Namaste. Namaste. Rồi, ok, sẽ đi tìm bà mẹ. The miasma produces some breathtaking plant life. If you see any unusual plants on your wanders, bring them to me. Yes. Thì khi mà có cái chứng khí xảy ra, thực vật nó phát triển rất là kỳ lạ luôn. Một vài loại cây thì rất là đặc biệt. Fear is hope upside down. Fear is hope doing a handstand. You say some weird shit sometimes. I'm the town crazy lady. What do you want me to say? Rồi, không có gì hết. Bye bye. Hỏi nốt cái chuyện này đi. To the miasma. Do you know how it got here? The miasma? No one knows. Chứng khí là cái gì vẫn không ai biết cho đến giờ luôn. No heroes. Without heroes, America drowned in poison. The poison impregnated Mother Earth. Trời mưa lắm mà. To a demon child, the miasma. She hates us for what we did to her. Mother Earth hates us. Oh yes. Don't take it personal. Turn your frown upside down, like I do. Namaste. Rồi chúng ta tiếp tục thôi. See you again. Có gì lút được trong nhà bà chị không? Lên đầu nhà bà chị rồi. Đây. Nói chung toàn hoa với cỏ thôi. Cuộc sống giản dị quá ha. Ở trên này chỉ có mỗi một cái giường. Elvis, I think you'd make a Hattie's shop. Hattie's shop. Thảo chữ mộc tăng cường. Badass alert. Ai đây? Who am I? Yeah. Skinny little you kicking froggy ass. Chàng trai ấm đói. Travels fast. You in the hero business now? No, I'm a mechanic. Tôi chỉ là một thợ cơ khí thôi. I hit a mechanic. What I need is a warrior. The mayor asked me to hire some deputies. You in? Nói về mấy con quái vật cóc. Men, not monsters. No one knows where these things came from. When they're not laying eggs on everything, they're praying to the miasma like a god. They ripped through Pikeville, turned Fort Mitchell into a ghost town. That's not gonna happen here. Ông này, listen, Frank, ông muốn đấu với con người. This is my house. Có ai nhốt trong hàng rào rồi? Sheriff in my house. Cảnh sát trưởng. Sheriff, the mayor didn't say anything about deputies. Sure, you're too busy trying to get through a wall you're never gonna get through. Peachy. Until then. Ông này ông không tin mình luôn. Do you need your town? I guess. I'll take that as a yes. You are hereby deputized. Rồi, ok. Look out for each other. All right? Now get. Tội nghiệp thanh niên không? Vị cảnh sát trưởng hốt về. BNB giờ nó gửi mail quảng cáo nữa. Phải thiệt. Ổng nhốt bao nhiêu người ở đây vậy? Rồi, mình được toàn quyền hoạt động rồi. Welcome to Original Bertha's General Store. I'm Bertha Jr. Có gì trong đây để lút không chị? Elvis? Oh hell no, get out. Bertha, gì mà cây cúi với nhau vậy? All we need is one fresh power core. You blew up my car. Last damn car in town. You know how expensive that thing was? Mình thì phá banh chiếc xe cuối cùng trong thị trấn này của bà rồi. My glove misfired and listen, we're on official mayor business. I don't care if the mayor comes here and karate chops me with his tiny arms. Supplies are limited. I got merchants disappearing in the miasma. First family's giving me shittier gear. But if you happen to find me a torque jammer,
Maybe I'll forgive you for killing my car and give you a power cord. Tối ngày nhắc chiếc xe hoài luôn. Bởi cài mình lắm. I got your torque jammer, Bertha. Oh yeah? It's right out back. And Bertha, while I'm out there, I'll be holding on to the memory of your beautiful face. Ông anh tán gái mừng quá hả? Get me that chảo bùn cho em. Better hurry. It's my last one. Lại là cái cuối cùng đó. Ủa mình được cái gì vậy? What the hell are you telling her? Grabbing a talk jam is easy, little brother. Đúng là ông anh thiệt. Mình này có gì ghé coi luôn rồi. Cái phòng đi trưởng mà. Going to Gator Zone. Tiger Tough. Come on. No one's getting through that miasma wall, Elvis. You best give up and stop torturing yourself. Ờ, đúng rồi đó. Wearing that gloves like strapping dynamite to your wrist. Be careful. Vô được không? Không cho vô rồi. Này là mấy dạng như cái xe kéo vậy. Ok. Tối ngày hỏi mẹ mình không à? Mấy thằng này. Yes. Finding Nemo, Finding Mama. Trời ơi, nó làm cái màn hình nó đinh mà nó cứ nhấp nháy, khó chịu dữ thiệt á. Let's make this quick. I got a bad feeling about Gator Zone. Nên ở đây mình tìm mấy cái thiết bị vậy. Tìm thiết bị về đưa cái em trong đó để sửa cho anh ta, để cung cấp cho mình cái lỗi năng lượng. No sweat. I got your back, you got mine. Everything's easy peasy. Tuy nhiên trong đây phải có đồ rồi. Công thiết kế map mà. Xịt lửa trên cao nè. Mấy cái đồ này nó có mà gì ghen nữa không ta? Nhìn mấy cái đống tàn tro này nó bị cái mà miasma chướng khí nhập vô. Cái gì đây? Ngoài này có người đó hả? Baxter, Butter. This place is evil, Baxter, and you're too... Full of light? I'm not full of light. Seriously, I don't want some creature dragging you back to its hole to, like, turn you into soup or some shit. Aw, sounds like you're sweet on me. Is he sweet on me, Diggs? Yeah. No, dude. What? It's cool, I get it. Who has time for friends when you're looking for family? Oh, bite me. You're my best friend, Baxter. Thì không, chúng ta là bạn thân hả? I just been busy. But we'll hang soon, I promise. Này được nha, chứ không phải là gái nha. Tôi thấy nãy giờ chuyện anh không á. Has been acting weird. No shit. Thực ra là gái á. But I am the greatest scientist in town. Only scientist in town. You don't get it. It's making monsters. We saw him murder the Vodder family. What? Shit. I should have saw this coming. Vậy là cái thị trấn này trước tới giờ vẫn chưa có gặp mấy con cóc quỷ nữa. Like it's getting angry. Nổi giận. Exactly. Someone, something is pissing it off. Cái chứng khí này nó đang cái thay đổi rất là nhiều. Nhưng mà chưa biết tại sao. Nên em này mới ra ngoài là nghiên cứu. You got me. Well, nobody killed me today. Wow. Real blast of sunshine, Elvis. You know the difference between me and you. I got a metal glove and you got a metal arm. No. Cute. Difference is, I know who I am.
But you're looking for someone to tell you who you are. Okay. Tell me who I am. I can't. You are who you want bạn to be. Đi tìm mẹ ấy chứ đâu. You choose. Wow, that's some deep shit, Baxter. I'm gonna ponder that. Rồi. Em này là một nhà khoa học muốn ra này nghiên cứu cái chứng khí tiếp thôi. Thì lại trò chuyện tí chứ vẫn chưa có gì cả. Biết thêm thông tin tí là chứng khí đang thay đổi. Bên này có đường nữa nè. Dạo qua thứ này. Đó, luôn luôn có chỗ dấu đồ. Bên đây có đồ nữa nè. Chơi game là không được bỏ đồ. Nhìn thấy là phải loot. Không thấy cũng phải tìm để thấy. Cắm ngoài này như bãi cắm trại luôn. Rồi mấy con ếch nó ra là xanh cỏ luôn. Trời, con ếch kế bên luôn rồi. If we sneak up on the bastards, we can ambush them. Không phải nấp và tấn công bất ngờ. What if they see us? Where's Gru? Mình có thể là ngồi xuống và bò nhẹ nhẹ tìm đến mấy chỗ ẩn nấp, tìm đến vị trí thích hợp trước khi bắt đầu combat. Có một thằng ở đây đó ta. Nãy tôi thấy nhiều lắm mà. On point. Giờ chia ra đó. Rồi ok. Nhấn tab đổi qua niên này. Đứng ở đây mà nấp được á. What do you think will happen if I shoot those fuel cans? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu mình bắn vô cái bình sập? Bắn vô cái bình xăng nó sẽ nổ phạm vi này à, chết con rồi luôn. Ok. Bắn 100% trúng luôn, một hit chết luôn rồi. Headshot. Chí mạng. Chí mạng thì được tăng điểm AB nữa hả? AB nữa hả? Đây nó bắn mình là chắc ăn trúng rồi. Tới đây luôn. Năm 50% dẫn trúng. Đi tới chơi cận chiến luôn. Vì còn hụt sao được đó. Giờ mình mới lên cấp nè. Tăng được 5 máu và một điểm kỹ năng. Điểm kỹ năng mình hết tăng trong này. Rồi ok. Nhấn C lên. Vô cái QZ. Cái điểm này tăng máu. Tăng máu cơ bản 20. Thì mình có thể sử dụng cái điểm nấp cao hơn của đồng minh, của đồng đội. Thì cái điểm này tôi vẫn chưa biết cho lắm. Tự động bắn trong cái phạm vi đó, tự động ngắm, giống như cái điểm mà anh em hay chơi trong mấy con game kia chứ. Tôi nghĩ lấy cái điểm bên đây ngon hơn, mình không cần phải di chuyển nhiều. Cái điểm đánh tay này cũng rất là ngon đó.
Hay là chọn điểm nữa lấy cái này luôn ta. Cái điểm này hơi phí một tí. Cái này mình giống như mình che cho đồng đội mình nhé. Người anh trai cả nè. Nhưng mà qua được cái điểm này cũng hơi lâu. Tôi nghĩ là chờ một điểm nữa lấy cái điểm này đánh cận chiến đi. Con này máu nó hơi to. Thôi, không tăng đâu. Cứ giữ điểm là đó. Ồ. Cái này tốn 3 điểm nữa. Mình hiện tại chỉ có thể học được một trong 3 điểm này thôi. Đây 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 đây. Thì cái điểm này là điểm ngắm nè. Kinh đao 3 tôn. Này 6 tôn nữa. Lấy điểm này trước. Ủa điểm có thể gì phanh được á. Vậy tăng do mà này cái điểm máu trước đi. Giờ bỏ vẫn được. Rồi ok. Sau này mình thấy tăng lại. Trong này chắc chắn phải có dấu đồ chứ. Không có đồ gì thiệt luôn cả. Originals filled these shelves with all kinds of things. Two bodies frozen in miasma. Hai cái xác bị quá bởi cái mà chướng khí đó. You think they were originals? Yeah, one last tug before the collapse took their souls. Brings a tear to your eye. Lãng mạn quá ha. Ôm nhau mà chết. Cái gì đây? Tự nhiên có cái xấu đến bàn vậy. Toàn là nhiều hơn không à. Bên đây có đồ vô. Cái bảng hiệu nó vẫn còn hoạt động được. Bên này còn đồ không? Có chưa pick up rồi. Nhấn tab để thằng anh nó phá cái cửa này. Đây là cái trang bị hỗ trợ, ném để hồi máu cho một thành viên trong đồng đội. Thì xài được bao nhiêu lần đó? Ủa, bấm vô đây không được hả? Mười máu thì cái này là sử dụng, tôi nghĩ là dùng có một lần thôi. Hai thanh niên là đang đầy máu rồi. Thôi đi tiếp thôi. Thằng anh to quá, nó đi di chuyển khó khăn quá. Hết đồ rồi, đi thôi. Bên này còn khung nữa nè. Nãy là mình vô đường đó phải không? Tôi nhớ có cái chữ fix up gì ở đây rồi, nhớ rồi. Cái tượng ra xấu cả, dạng như cái chỗ này là cái công viên vậy. Cũng đông nữa kìa. Các cảnh nghe là đồ quả nó đẹp hơn nhiều, ánh sáng cũng làm tốt hơn nữa. Thực ra con game này cái đồ quả tôi nhìn thấy không ưng cho lắm. Bắn đi, cuối cùng thì bắn đi. Những cách để chia ra.
Tôi nghĩ lần này nên nó gần đấy. Bây giờ nên bắn bên nào trước ta? Một phát chết luôn rồi. Nên dứt điểm trước một đứa trước đi, chắc ăn. Thằng này nó gần. Mình chỉ bắn được hai phát thôi, xong phát thứ hai rồi mình phải gài đạn rồi. Bắn nào. Chết luôn rồi. Hai mạng gọn gàng. Cái chiêu ngắm nó ba đạo quá hả? Bởi vì nãy tôi mới muốn cho cái con mà bít gan của mình á. Đi tới bên mà bắn luôn, không có chiêu cận chiến đâu. Cái súng của mình có nhiêu đạn vậy? Cái này không biết nhìn đạn ở đâu. Bắn ở 50% thôi. Hụt luôn rồi. Ở đây vẫn 50 nên đứng đây được rồi. Mình cứ đi thẳng lên trên nó thôi. Hết đạn rồi. Là cái đạn ở cái bên phải. Cái bên này nè. Qua đây nắp dầm dầm luôn. Ủa? Trời, bấm lộn, bấm bên đây mới đúng. Lũ đạn kìa. Đi tới đây bắn mà hụt nó thôi rồi. Nói chung là game này chưa có gì khó cả. Nó vẫn đang hướng dẫn mình thôi. Vẫn chưa biết nhựa để làm gì. Ông già ông ai nó mới gặp tôi đó nghe ông già. Ừ, đúng rồi. Không biết mẹ mình luôn kìa. Tốt nhất là anh về cái thị trấn này. An toàn hả? Nói rồi. Don't know how we're gonna keep this evil from killing us. As sure as night turns to day, old man, we're gonna find her. Thì bà mẹ mình đi đâu mà nhắc vậy đó? You're gonna need my backpack. I got a frag grenade and a medipod inside. Guess you're saving our lives. Được chứ, lũ đạn rồi. Ok. Much obliged, old timer. Thì mình nhấn cái số 4 có thể sử dụng cái mà ba lô trong lúc mình giao tranh này. Đó. Có thể dùng được mấy cái vật phẩm rồi đó. Nhấn y lên rồi. Ok, cảm ơn cụ. Cụ lại cụ chỉ hướng dẫn xài đồ trong cái ba lô. Đây là một cái mảnh của cốt truyện. Theo lý thuyết bên này phải có đồ nữa chứ ta. Nè, có cái pháo con anh nè. Cho mình ra đây nhưng mà lại không có đồ gì đó. Chắc nãy chỉ là một phần chiến thuật trong cái chiến thuật giao tranh đó thôi. Để mình chọn vị trí đó. Bây giờ yêu cầu qua phải, vậy mình phải đi qua đây lấy đồ rồi. Ồ,
Trong này nó dựng bằng cái gì ta, máy chiếu 3D hả? Đó, lũ, được cái lũ đạn luôn nè. Ở trên đó có đồ rồi. Mà mình lên bằng đường nào vậy? Không có cái cầu thang nào ở đây cả. Nãy tôi nhớ con nó đi xuống bằng cái cầu thang bên này. À, leo lên bằng dây leo. Được cái gì đây? Cái bản keypad mới. Lại unlock thế mà có death thôi. Đây, mở được cái cửa này nè. Thánh à. 147. Sao ta? Sao mình biết bắt được? The new keypad works perfectly. Thanks for getting it installed so fast. Không có số liệu gì không này cả. Or at least disable the old pad. It won't be long before a curious visitor works out the sequence. Sandy Graham. Nó không cho bất cứ gợi ý nào luôn, nhưng mà nó vẫn hiển thị trên cái bản đồ ở trên rồi, nên tôi nghĩ là sau này có thể quay lại. Còn nó bự quá vậy. We can't fix your glove without it. Đó đó đó, nhìn thấy cái dụng cụ để mà sửa đồ của mình rồi đó. Rồi giờ đi tiếp tục combat. Mấy cái tượng khủng long hơi bị nhiều đó. Stay here. Lút đồ trước đã. Vào chạch giết chóc gì tí nữa đây sao? Gì kêu hí ghê vậy? Let's join back up. Ê, ê, nó đi vô, đi vô. Không, không, không. Rồi. Núp đây ổn không ta? Tầm nhìn nó rộng quá. Tôi nghĩ là đợi nó quay lại. Còn chuyển thôi. Chuyển qua em trước. Em có cái kill rất là bá đạo. Đây là cái kill số 5. Số 5. Chiếu xạ hàng này luôn. Con ghia tới 160 đam máu rồi. Nghĩ bắn này trước đây.
Chơi. Trúng luôn kìa. Nữa không? Mày nói nhiều, thằng kia nhúc nhích như là đi bụi luôn rồi. Quá ngon. Mình làm phát 4 thằng luôn. Thì mình mở ba lô để ném cái vô đầu nó. Sẽ tốn 1 điểm nữa đó. Số 4. Chọn cái ba lô. Mình chọn sao? Cái này cái hồi máu. Cái này là cái lựu đạn. Cái lựu đạn này thông tin là sao ta? Đây 50 đâm nổ, hiệu ứng là bao? Nhưng mà chúng nó cứ chết đâu. Thả bắn tay vô rồi. Tôi nghĩ là bắn tay vô rồi đi. Ở đây còn có thùng xăng nữa nè. Nãy quên để ý nữa. Không, tìm điểm cover trước. Dẫn chúng. Mình hết đạn luôn rồi. Phải gài đạn hết tôi nè. Pha nãy bắn khét quá. Giờ hết đạn. Nó bắn chúng mình chăm chăm luôn. Bây giờ đâu nha. Không có đòn phản chiến, khá là khó chịu luôn á. Trời bắn cận chiến thì nó lại ghít tao. Bây giờ thanh niên này đi núp thôi. Đấy, bên đây còn cửa nữa. Rồi gà cho đó. 100% rồi. Bắn được mấy lần đó. Nó gọi để nó rồi. Chết tí rồi.
Dẫn chúng. Năm mươi phần trăm hả? Cái này dứt điểm nó luôn. Hai con này nó đánh cận chiến thôi nên không phải lo. Nó chạy tới chỗ mình thì nó hết luôn mana rồi. Tới luôn kìa. Mình có gì một viên đạn thôi nên gạt luôn đi. Ngày đạn với đó chầm chầm khỏi hộp luôn. Mấy cái này từ từ tính. Vui dẻo hả? Tập thử nhất sinh đó. Viết tam tăng 20 vậy. Cái này thì dạng như cái tăng cái băng đạn thôi. Nhưng mà nó để cái súng. Nó ghi là cái băng đạn upgrade nè. Thì tôi nghĩ là thằng em có chiêu cảnh giới nhiều hơn nên cho nó đi. Viết đam lên được 90. Cái này dọc phẩm nhiệm vụ. Let's get back to Bertha. You must be this tall to ride. Looks like you're sitting this one out, Elvis. Mình có thể phát cho bà đó mà mấy cái map khác cũng được rồi đó. Đồ đạc gì để đốt không chứ? Game sinh tồn rồi phải đi loot đồ. Trên này còn một tầng nữa nè. Thiệt luôn, hết đồ loot rồi. Giờ về thôi. Ở đây có một cái kho báu. Nhưng mà tìm làm sao tìm được. Nhiệm vụ là hình như cái cục hình thoi mà màu vàng bên phải nè. Đây có một cái kho báu hả? À tôi nhớ rồi, nó là cái mật khẩu của cái cửa nãy á. Nhưng mà hiện tại nhìn chưa có bát. Thôi về đi. Cái cửa cây bát này nãy nó có mật khẩu mà ba số. Thời đại tận thế rồi, có lựu đạn, có súng, có gobo, đập mẹ cái cửa mà vô. Let's get this torque jammer to Bertha. You be good, little bro. Like I always say. You dance, where? Thanks, Diggs. You're skipping again. The evil energy surrounds our town. I haven't seen Georgia in a while. Look what the gator dragged it. Cái gì bán không chị? It looks like hammer shit. All right, cause this place is immaculate. Smells good too. Nãy giờ tôi thấy hơi bị ít da trắng nha. I know you want to find your mama and no one's gonna tell you different. But this town needs a good mechanic, especially with the first family up our asses. Rồi, không nói chuyện nữa. You ruminate on what I told you. Tối ngày cứ ma 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 ma.
Tại vì có bố là Hokage, bây giờ có mẹ là Hokage. Collection day's coming. Đó. Hate these first family bastards. Well, to survive, the town had to make a deal with the devil. Để tồn tại thì thị trấn cần phải thỏa thuận với ác quỷ thôi. Wish I could do something about it. Ủa, chú quét nó bắt mình vô đây nói chuyện với bà nè. À không, cái em này. Đó, mình lấy được cái mảnh dụng cụ về đó. Để trao đổi với mà cái lỗi năng lượng. And me and Elvis, we don't kill easily. Deal's a deal. Here's a power core. Thỏa thuận là thỏa thuận thôi. Bé tẹo gì đó à? Rồi, chúng ta đã có găng tay vô cực. Giờ tìm 4 viên đá nữa, lắp vô 4 tay cái là xong. Rock and roll. Say, where'd you get that glove? Đấy không, của mẹ nó. Đó. Muốn bán không? Thanks, Bertha. Thank you right back. Store's open to you boys anytime. Đây, lên cấp không? Ngon. Thì tôi sẽ tăng lại skill cho thằng anh. Lấy cái điểm này. Cái này nó kinh đa 3 tôn nè. Đó, nó đánh quân địch một hit mà nó có thể gây chóng một tôn gây 70 đam nữa. Nhưng mà cái chiêu này phải cần chiến à. Đó. Thì như nãy con quái giật nó đi lại gần tôi đấm nó một cái là tôi sao giết nó luôn được. Ngoài ra còn tiết kiệm được lót đạn nữa. Cái này lấy gì đây? Thêm một ô khi mà di chuyển, hai ô khi mà trượt. Cái này di chuyển nhiều cho nó đi. Nó rất là cần luôn, tại vì nó có khiêu cận chiến mà. Này thằng em. Nãy lần cái chiêu này rất là đáng giá luôn. Bây giờ chiêu này là chiêu gì? Giảm 2 điểm giáp vào cái mục tiêu mình ngắm hả? Lựa chọn hả? Chiêu này là cái chiêu chủ động đó chứ. Cái này tăng điện của cái gì nè. Thì tôi nghĩ là tôi chưa có xài được kêu rồi đâu. Tăng được 20 bằng kilowatt điện. Thì tăng thử cái chiêu này đi. Tại vì mình chỉ có một lựa chọn duy nhất ngoài cái máu này thôi. Đây. Bạn nhận được cái lỗi năng lượng nè. Gồm xanh lá, xanh dương rồi đó. Thì cái lỗi năng lượng này thì nó sẽ bonus cái chỉ số khác nhau. Đâu, lỗi năng lượng đâu. Đây hả? À, cái này nãy mang cho anh rồi đó. Có shop bán đồ luôn nè. Bây giờ mình đang bui. Bui của mình là mình có 470. Shop thì có 3000. Này lũ đảng. Có vũ khí rồi. Mắc quá, không có tiền. Vũ khí này giống cái mặc định của mình quá vậy. Nè, mình có khẩu DK 150 nè. Cái hai của ba lô là sao ta? Đừng nói ba lô mình nó tốn diện tích nữa nha. Nhận thêm 5% cái quá điện cho mỗi hit. 5 gây cho mỗi hit. Cái gây nãy tôi thấy kích lên được rồi đó mà không biết nó là cái gì. Cái này tăng ghét. Người nghĩ có mua cái này nó ngon hơn. Nhưng mà mỗi hit đó, mỗi hit vẫn chưa tưởng tượng ra được sao. Vũ khí thì đắt quá. Có gây này bên đó nè. 70 đam. 40, 50. Shotgun 60. Gun là 7. Ammo là 2.
Nếu như lắp cái 5 đam vô mỗi viên đạn nãy thì gắn vô cây shotgun thì nó bắn nhiều điên ra thì có ít lên ta. À nó có level ở đây nữa nè. Thôi em nghèo lắm, chỉ có bán nợ không? Rồi ghế tăng 10%. Cơ hội ghế với chứng khí à? Bye bye now. Bye bye. Rồi về gặp lại ông thị trưởng coi mỗi cái thủ cấp đó. Chào ông. It's working, Mayor. Not a second too soon. Gator Zone's crawling with monsters. Why the hell were you in Gator Zone? This place. Ông nói hồi nãy ông dặn mình không ra ngoài. Elvis, I hit the jackpot. Found an encrypted file in your mom's. Ông thấy cái tin tức gì trong ổ cứng của mình, cái ổ cứng lúc đầu mình đưa đó. Đó, tăng sức mạnh với găng tay nè. What's it say? Well, that's the problem. I can't understand a goddamn lick of it. Đọc đi. To heal the miasma and pay our debts, absorb the anger of a wild vortex. In return, the miasma gives an editor a reward. Power for your glove and balance restored. Some kind of riddle. You know what she means? Heal the miasma. Editor, I don't get it. Me neither. What's a vortex? Damn it. Trying to figure out my asthma is like punching a tornado. Tornado. Tìm ra cái bí ẩn của chứng khí giống như đấm vào một cơn lốc xoáy. We saw some angry miasma. Yeah, swirling around. Like a vortex. The glove. Có một số cái chứng khí đặc biệt là nó như là nó lỗi loạn á. Grab it. Cái đầu tiên mình thấy á. You did. You should go investigate. Could be the key to everything, but the frogs are out there too. Could be dangerous. Want to see danger? You looking at them, old man? Elvis, clock's ticking. Let's go. Yeah, cool. We got this, Mayor. Godspeed. I'll keep digging through these files for more clues. Thì có một số cái chứng khí nó khá là đặc biệt, nó dạng như nó đang nổi loạn là vậy đó. Thì theo cái mà dữ liệu ghi trong ổ cứng nãy mình đọc được á, là mình có thể mà hấp thụ cái chứng khí đó chữa lành cho nó để tăng sức mạnh cái găng tay. Nhưng mà đấy chỉ là văn bản thôi, còn thực tế sao chả biết. Thì lúc ban đầu vô game á, mình có đi qua cái chứng khí đầu tiên á, sau cái mình mở không ra, mình nhìn thấy một cái chứng khí lạ lạ thì mình mới lại can thiệp cho nó. Thì thằng em nó mới nói kêu về nhà đi, đừng có phí thời gian á. Ủa thằng anh chứ, tôi nhầm qua thằng em rồi à. Gobo là thằng anh, còn mình là thằng em, còn cái nhân vật Skill là thằng em. Thì lúc đó vô thì thằng anh Gobo nó kêu mình về nhà đi đó. Đấy là một trong những cái chứng khí đầu tiên mình gặp mà nó có cảm xúc. Bây giờ mình đi mình nghiên cứu lại cái Winterland nè. Chắc đi lấy bức tường này thôi. Cái bức tường đầu tiên mình thấy con cái á. Tranh thủ lẹ lẹ thì tôi đi làm đó. Nghỉ trưa có tí xíu rồi chơi á. Đây, cái chứng khí nổi loạn cũng không phải. Chỗ này là chỗ nãy mà hai thanh niên kia chết á. Cái xác tôi biến mất rồi. Thì có thể mấy con cóc đã quay lại và hấp thu cái xác đó. Cái gì đây? Đó đó đó. Mấy cái chứng khí nổi giận đó. You read my mind. Just have to sneak up behind them. Đúng với nhau đó, đấm nó thôi. Còn cái rút lùi cái gì đó. Đứng nhìn này bắn xuống được không? Không. Có mấy con mà quạ nữa kìa. Nó nhìn qua đây vậy thì sao mà đấm qua được. Mình cũng đâu còn đường nào khác đâu. Dĩ bắt buộc phải giao tranh ngay từ chỗ này luôn hả? Thế thì chơi thôi, sợ gì.
150 máu lận anh em ơi. Không được, chỗ này mình không có chỗ núp nữa. Ủa không, cái chiêu này của mình sao nó mất? Thì một viên đạn phá giáp. Rồi ok, này đi. Wow, 90 đam luôn. Chí mạng đó chứ, hên. Giờ tới thằng anh. Anh núp đây chả ổn lắm, mà không núp thì làm gì có chỗ khác. Chỉ có một chỗ thôi, đâu có lựa chọn nữa. Bắn xong nó vẫn còn 10 máu, thiệt á. Không lẽ lao ra giữa đường cân ba. Thôi bỏ anh tôi nó đi. Tại vì 10 máu đó thì nó sống thì có bắn hay không cũng vậy. Thôi chết rồi, nó chạy qua bên mình. Ây da. Mày đánh em tao hả? Chết luôn đi. Mất máu cú này căng à. Ở đây thì mình núp chỉ được có 50% thôi. Ở đây cũng vậy luôn, nhưng mà cái tầm của mình. Nhú gà lặn đạn. Bắn này không hụt tao. Nó bắn đau quá à. Tuần anh trước đi. Di chuyển trước rồi ném sau. Máu mình đang bao nhiêu trên 60 ta? Tôi nghĩ là mới chỉ mất khoảng 50 máu thôi. Nắp vô đã. Số 4 này. Cái ba lô. Ném luôn. Thử coi. Thằng em băng đạn nó còn 2 viên lắm. Cái gì đây, hồi máu nữa, vãi thiệt. Nó đi qua đây thì mình bắn được cái thùng nổ nữa rồi. Nó rút rồi. Dẫn chúng vậy, phát sao mình khéo khéo mình đánh tay nó không phát là end luôn á.
hút nhẹ cái té xuống mất 70 máu, trong khi viên đạn bắn vô đầu thì chỉ có 50 máu thôi. Ủa nó không hồi máu luôn ta. Nãy tôi nhớ xong cái trận mà cơ bát thì nó hồi máu mà. Bây giờ mà quái nó dồn ra một phát nữa là có khi đi luôn á. Thằng em chứ. Lúc vô điện giật chết á. Cái gì có người bên đó kìa phải không? Chờ đi em, có gì anh lo. Giả mạo cái gì? Thấy rồi. Gần tay nó như máy hút bụi vậy đó. Giống như một cái là lấy tổ ong vậy đó. Rồi, máu mình chưa hồi nữa. Rồi không chơi nha, chạy nha. Chơi bằng niệm à. Đang thử luôn cái sức mạnh của Vortex. 60% là cái năng lượng chứng khí. Thì cái năng lượng chứng khí này nó nằm dưới này thôi. Nó sẽ tính là cái kilowatt. Có thể sử dụng cái mà pin năng lượng để thay thế. Đây, nhấn C là trang bị vô. Máu chưa hồi nữa trời ơi. Cái chiêu này là sao? Tôi vẫn chưa hiểu cho lắm. Nhưng mà nó bắt mình xài rồi, không cho lựa chọn cái khác rồi. Là sao nó không cho mình chọn cái gì nên nó bắt buộc phải xài cái đó. Kamehameha. Cái lock này hất nó vô cái bình ga. Trời, nó góp FPS ngay cái đoạn quan trọng luôn. Thôi hiểu rồi. Bây giờ tới hàng anh. Cái siêu đấm là vẫn chưa hồi nữa. Núp đây đây. Rồi bắn nó sao. Cùng lắm siêu đấm ăn sôi vài tuần nữa thôi. Chí mạng không? Không rồi. Ây da. Tôi gọi chết luôn rồi. Đỡ kêu nó méo ngoài đường đó. Rồi bị thương rồi chỉ nằm thôi chưa chết. Thì có thể là quăng cái hộp Mediford đó để cứu lại. Ok. Thử rồi. Mediford nè. Bảy chục máu, 80 luôn. Just in time, little brother. Nó gạt nặng đi. Ừ.
Bố liếu bố láo. Ủa cái khiêu này nó vẫn chưa hồi mà núp ở đây tới 100% thủ rồi. Tốn tôi nào vớ vẩn thiệt. Chơi ngu rồi, chơi ngu cực ngu luôn rồi. Bây giờ là số 7. Số 7 nhấp vào con này. Quăng cái mục tiêu này đi đâu vậy? Dục nó đi. Không mất máu, không gây được sát thương. Thanh niên chạy đi rồi lại chạy về à? Chạy thôi. Chứ bây giờ mình tưởng đâu là sống gì cái khiêu nó hồi, không hồi thôi. Núp. Nhú ra. Nó không ra luôn. Rồi ok, giờ cái điểm chiến thực của mình hồi đầy đủ nè. Em 45 máu nè. Mình ở đây là coi như an toàn rồi. Bắn này đi. Học kẻ lũ đảng. Nó chửi đúng rồi đó. What the heck thiệt. Bây giờ mình qua mình đấm nó thì vẫn có khả năng núp được. Đấm nó sẽ bị tuôn chón. Bắn thằng AFK đang nằm giữa đường mà hụt nó thôi rồi đó. Đó là gì ta? Tụi nó hụt nữa chứ. Rồi gục luôn rồi. Không sao, cứ bắn thoải mái thôi. Hụt quá vậy. 50%. Rồi chết luôn rồi. Nói 20% nó bắn thì chứ. Mình 50% bắn hụt 2 lần. Kể lầm lại. Thất bại đồ đời. Lót lát là lót từ khúc nào đó? Tưởng nói lót từ khúc đầu vô mà lấy cái viên ngọc á. Hơi bị lâu á. Ừ không, lót từ khúc này. Vì chọn vị trí khôn khôn chút, đứng về phía anh đây đây. Chia ra đi. Hồi nãy là thằng anh nó đứng ngay đó giữa ba thằng luôn. Không, qua đây. Đứng đi à. Rồi. Sao lại lấy đồ phải lấy cẩn thận. Đó. Cái gì vậy? Rồi ok, làm lại từ đầu. Giờ không có sai sót ở đâu.
nấm này quăng vô thùng nổ, ngày 2 hit. How you do that? Tụ đạn không chỗ nào núp được cho nó. Con này nó cào cái là mình chết luôn á. Bó tay à. Cứ pha đầu mình đánh nó mất máu á. Cho nó quạt cái đi. Còn lấy 2 đấu 2 thôi. Tốn thêm bình máu, bình thuốc như nãy. Rồi, chết luôn. Còn lại nó cào cái chết luôn. Rồi rồi. Béo ổn. Cái pha đầu mình mất máu nhiều quá. Làm lại, giờ không đứng mình đó nữa, tục về bên kia luôn. Nhấn nút phát để chia ra. Trốn về đây luôn, làm gì được nhau. Rồi ok. Bây giờ tụi nó toàn quanh hit mình không à. Nó bắt buộc mình phải xài cái chiêu đó, chứ không thôi mình... Cái đéo gì? Nó không cho mình thời gian xài cái chiêu kia luôn. Vó tài. Game đổi à. Lũ đạn đang hướng dẫn xài chiêu kia xong rồi nó quất phát mình nằm luôn rồi. Nằm xong rồi hướng dẫn nhỏ xài chiêu hết thức nữa. Thất buộc phải bấm theo cái đó. Không bấm theo thì nó không cho qua. Đó là phải có thời gian mà cách siêu chứ, tự nhiên đi ngang nó bắn cái mình nằm luôn. Nào. Power's in my hand. I don't know, but it rocked. I don't know. Bây giờ là đi cái gì được nữa. Giờ chạy đấu cũng chết cho nó. Con game này nó chơi ép người quá vậy. Kệ chạy đây cái gì chết thì anh nó hứng được. Không, để em nó chết đi. Mình còn 3 tool nữa. Bây giờ kiếp tool bấm sao ta. Ít. Chấn thương luôn. Rồi biết rồi. Saving my butt yet again.
Bây giờ không chạy cho xa là nó quất phát là chết luôn. Ủa? Đen khiêu con anh hả? Đen kêu đen tuôn anh tính đâu mà hồi sinh em qua tôi ném nhé, ném vô đây. Ủa sao vậy, từ giờ chơi ngu không phát thôi. Cái thùng này nó nổ được bao nhiêu ta? Nổ phải chết luôn đó rồi, cũng được. Thằng anh vẫn chưa được hồi được cái chiêu đấm. Thì xin em thôi. Rồi, cạo em chết đi. Cộng 10 đó là gì đó. Rồi gạt luôn cuối. Trời ơi, lúc không cần thiết thì nó ghét tam đam đam. Còn cái lúc mà cần thiết ghét từ đầu đến cuối luôn thì không ghét cú nào hết. Rồi bây giờ quay về hả? Cái cửa bên kia nó mở chưa ta? Chỗ này kho báu là 0 trên 0. Chỗ này có cái kho báu là tôi nghĩ nó trong cái mật khẩu á. Bấm lộn cái rồi mắc sai lầm mấy cái nữa. Ủa, chỗ này chỗ nào vậy? Rồi, Unity còn gắt nữa. Thôi, bữa nay tạm nghỉ tại đây thôi. Rồi, bye bye anh em. Tôi cũng đến giờ đi làm rồi.